cà phê lát xoài này mọi người, siêu trái, ngả mù trước sự siêu trái của giống cà phê lát xoài luôn mọi người. Mà cái trái của nó khủng khiếp chưa, trái trọc cây luôn này, đây trái khiếp chưa, đây, trái của nó này khủng khiếp luôn. Đấy. Trái này, trái từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên luôn, kinh khủng chưa. Đây. Trái đóng khủng khiếp, khủng chín hết rồi. Trái này, trời, thấy khủng khiếp không? Nhìn từ xa này, cũng là ngả mù trước cái giống cà phê lá xoài này nữa. Trái của nó này, nhìn thấy chưa? Trái đã đời luôn. Trái này, trái nữa này. Cây luôn đó mọi người nhé. Này, trái cỡ này thì thôi nhé. Đấy, trái quá nên sang năm nó sẽ nghỉ đây mọi người này. Đấy, khiếp không? Đây, đây nữa này. Trái này. Đấy, giống này là như thế đấy mọi người. Năm nào mà trái quá thì sang năm nó sẽ nghỉ đó. Đấy, khiếp không? Trái, khiếp, khiếp luôn. Này. Đấy, nguyên bộ vườn này là toàn là 100% mà ghép giống cà phê lá xoài đấy mọi người này, trái này, thấy trái của nó nhá, kinh khủng khiếp luôn đấy này, trái đấy, trái khủng khiếp là trái nhá, cái này nhìn sai trái nó nhỏ vậy thôi nhưng mà hái là nhất là rất là được bao nhá mọi người nhá, hái chút xíu thôi là kéo không nổi thôi. Đây. Trái của nó khiếp chưa. Đây. Mình chỉ vui cái cây này này, này thấy trái của nó này, thấy chưa, thấy đống trái khủng khiếp chưa. Quá khủng luôn, đóng trái dễ sợ thiệt. Trái của nó này, đây. Khiếp chưa, đây, trái này, kinh khủng khiếp luôn nha mọi người nhé. Trái của nó thì khó phải bàn luôn. Cảm ơn mọi người đã xem video, mọi người cho mình một like và một lượt kênh đăng ký nhé.